Đây, đây, đây và đây. Tất cả những bài mod này thì đều được mình sử dụng LED do mình tự hàn. Tự hàn LED không chỉ tiết kiệm rất nhiều chi phí trong quá trình mod LED của các bạn, mà nắm được kỹ thuật hàn cũng có rất là nhiều lợi ích trong quá trình các bạn độ mô hình sau này. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hàn LED theo kinh nghiệm cá nhân của mình, cũng như chia sẻ một số lợi ích của việc biết hàn LED. Mọi người hãy cố kiên nhẫn theo dõi đến cuối video nhé. Mình là Touchkey đây, và cùng bắt đầu thôi. Giờ thì bắt đầu nội dung chính của video hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn hàn dây cho LED dán SMD. Mình sẽ sử dụng luôn cái loại LED mà mình hay dùng nhất, nó là LED 0805. Dây mình sử dụng nó là dây đồng bọc cách điện loại 0.2. Thì dây đồng cách điện thì nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Thì cái chỉ số 0.2, 0.3, 0.1 đấy thì đó chính là đường kính của dây. Đối với mình thì loại dễ thao tác nhất là loại 0.2. Tiếp đến là hai thành phần chủ chốt khác là que hàn với lại thiết hàn. Que hàn thì mình khuyên các bạn nên dùng các loại que hàn có thể điều chỉnh nhiệt độ. Và ở đây mình còn dùng loại que hàn có hiển thị nhiệt độ bằng màn hình LCD nữa. Các bạn sẽ dễ nắm bắt nhiệt độ khi thao tác. Cá nhân mình thấy là cái mức nhiệt độ vừa tay nhất với mình đó là 250 độ. Tiếp đến là thiết hàn. Thì các bạn thao tác với lại linh kiện dán các loại SMD ấy, thì các bạn nên chọn lựa loại thiết hàn có nồng độ thiết càng cao càng tốt. Thì cái chỉ số thiết ấy, thì nó chính là cái chỉ số mà nó ghi trên tên sản phẩm của thiết hàn. Ví dụ 99.3 hoặc là 63 chấm mấy ấy, thì cái con số đấy chính là cái con số hàm lượng thiết ở trong cái hỗn hợp cuộn thiết đấy. Thì cái chỉ số thiết càng cao thì các bạn thao tác càng dễ, càng dính. Các bạn nên sử dụng loại thiết có nồng độ từ 63% trở lên. Như mình ở đây là mình dùng hàm loại trên 99% để cho nó hàn một cách dễ nhất. Ok, giới thiệu đại khái về linh kiện như vậy là đủ rồi. Giờ mình đi vào thao tác chi tiết nhé. Điều chỉnh nhiệt độ mũi hàn, sau đó đợi cho nhiệt độ mũi hàn ổn định trước khi hàn. Như cá nhân mình thì thói quen của mình là để ở nhiệt độ 250 độ, nên mình sẽ điều chỉnh mũi hàn đến 250 độ. Sau đó đợi mũi hàn làm nóng đến đủ nhiệt độ thì thôi. Sau khi mũi hàn đủ nhiệt độ thì các bạn sẽ vệ sinh qua mũi hàn. Mũi hàn mình đây hơi bẩn một chút. Mình chấm mũi hàn vào nhựa thông, sau đó gạt bớt những dị vật làm bẩn mũi hàn đi. Sau đó lau lại mũi hàn và tấm bọt biển để cho nó sạch hoàn toàn. Sau khi làm sạch mũi hàn thì mình sẽ bọc mũi hàn bằng một lớp thiếc mỏng. Bây giờ mình sẽ tiến hành loại bỏ cái lớp cách điện của dây đồng. Thì cách làm rất đơn giản, trước mình có hướng dẫn qua rồi. Các bạn đốt bỏ cái lớp cách điện ở bên ngoài. Sau đó thì các bạn dùng một tờ nhám xốp để đánh bóng cái phần lõi bên trong ra. Đấy, thì cũng có nhiều bạn inbox hỏi mình là tại sao mà các bạn đốt dây như mình hướng dẫn rồi, lau sạch đi rồi mà không hàn được, thì tiện đây mình cũng giải thích luôn. Thì tại sao lại phải đánh bóng như này, đốt xong lau bình thường không được hay sao? Thì câu trả lời đốt xong lau bình thường thì khả năng là không. Bởi vì trông thì nếu mà các bạn lau bằng khăn hoặc là vuốt tay bình thường ấy thì trông nó cũng sáng đấy, nhưng mà nó vẫn còn sót một cái lớp muội than li ti mà không nhìn được mắt thường. Thì cái lớp muội li ti đấy nó sẽ cản trở cái việc mà thiếc dính vào trong dây đồng, như vậy thì các bạn sẽ không hàn được. Thì cái hành động mà mình dùng nhám xốp để đánh bóng ấy thì đó chính là để làm loại bỏ đi cái lớp muội than li ti đấy. Muốn thao tác cho dễ dàng và chính xác thì các bạn nên có một dụng cụ để cố định đèn LED khi chúng ta thao tác. Mình cũng giới thiệu cho với các bạn một cái dụng cụ tự chế đơn giản, nó là một cái nhíp tự kẹp mình chế từ một cái nhíp bình thường và một chiếc kẹp giấy. Kết hợp với nhau như thế này chúng ta đã có một chiếc nhíp tự kẹp. Các bạn cũng có thể chọn mua những cái loại nhíp tự kẹp có bán sẵn trên thị trường. Khi mình bắt đầu tìm hiểu thì mình cũng thấy có một vài bạn là các bạn cố định bằng băng giấy hai mặt. Nhưng có vẻ về tay của mình điều chỉnh lực không ổn lắm nên là mình không hợp với cách này. Nên với cá nhân mình thì cách dùng nhíp tự kẹp là hiệu quả nhất. Ok, sau khi cố định đèn thì mình sẽ bắt đầu phủ thiếc vào điện cực của đèn nhé. Rất đơn giản là các bạn chạm thiếc vào chân này, sau đó tiếp tục dí mũi hàn vào. Đấy, thiếc chảy ra dính một lớp trên điện cực, sau đó các bạn nhấc mũi hàn qua là xong. Sau khi phủ thiếc vào điện cực của đèn thì các bạn tiến hành phủ thiếc vào dây điện, cách làm tương tự thôi.
dí thiếp vào trong đầu dây đồng, không phải chấm mũi hàn mà nó chảy để nó bọc lên. Thế là xong. Sau khi phủ thiếp cả đèn cả dây thì bắt đầu mình sẽ hàn. Các bạn đặt cái đầu dây đồng đã phủ thiếp vào chân điện cực. Sau đó thì chấm mũi hàn vào, thiếp chảy ra, các bạn nhấc mũi hàn ra, thiếp khô lại, thế là đã xong. Các bạn không cần dí lâu làm gì cả, nó rất là nóng, nhiệt độ đủ, chỉ cần chấm một cái là chảy ra, thế là dính được rồi. Các bạn càng để mũi hàn dính lâu thì cái linh kiện nó càng dễ bị cháy. Các bạn chấm cái, nhấc ra là đủ rồi. Ok, hàn đủ 2 dây và 2 điện cực, thế là mình có một cái đèn đã được nối dây hoàn chỉnh rồi. Giờ mình có thể thử với pin. Hẹn sáng ok nhé. Đấy, như vậy là xong rồi. Giờ thì các bạn cứ lặp đi lặp lại các bước vừa rồi cho đến khi đủ số lượng đèn các bạn cần cho bài mod là xong thôi. Khi các bạn hàn quen rồi thì tốc độ hàn các bạn cũng rất là nhanh. Mình cứ tính song sinh thì 1 phút một cái, thì 1 tiếng là bạn được 60 cái rồi. Việc tự hàn LED thì sẽ giúp các bạn chủ động về nguyên liệu hơn. Các bạn sẽ không phải phụ thuộc cái việc là đi mua đèn LED ở ngoài. Và đặc biệt là nó có lợi nhất là lợi về kinh tế. Bạn biết là cái đèn LED hàn sẵn dây ở bên ngoài bán rất là đắt, rất đắt so với nguyên liệu thực sự để mà tạo ra nó. Cái công tiền công thì nó cũng rất là cao mà. Các bạn phải mua sẵn thì các bạn phải chấp nhận thôi. Nên là mình thấy là nếu mà các bạn có khả năng hàn ấy thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thậm chí là nếu mà mình tính ra bỏ qua cái thời gian mình bỏ ra để làm ấy, thì tính tiền nguyên liệu thì nó giảm cho mình đến tận 70-80% cái chi phí cho việc đổ LED. Thì tại sao là mình lại có thể bỏ qua một cái nguồn lợi như thế? Mình chỉ cần bỏ thêm chút công chút sức và đầu tư ban đầu về mũi hàn rồi thiếc hàn thôi, về sau thì mình có thể đổ LED thoải mái. Một cái lợi nữa là đó là khi các bạn làm chủ được kỹ năng hàn ấy, thì nó sẽ có lợi rất nhiều cho các bạn trong quá trình đổ LED sau này. Các bạn sẽ không phải phụ thuộc việc xoắn dây nữa. Cái việc biết hàn cũng sẽ mở rộng cho các bạn rất nhiều tiềm năng về sau. Bây giờ các bạn đổ LED đơn sắc thì trên kênh của mình cũng toàn hướng dẫn LED đơn sắc thôi. Nhưng mà về sau các bạn, ví dụ như bạn nào muốn mở rộng tìm hiểu thêm về độ đèn RGB ấy. Về đèn RGB thì ít thì một cái đèn cũng phải ăn vào 3 sợi dây. Và trên thị trường thì mình chưa thấy chỗ nào bán đèn RGB hàn dây LED sẵn cả. Và nếu các bạn thực sự muốn độ LED bằng đèn RGB thì chắc chắn là các bạn phải tự hàn thôi. Nên là một công đôi việc. Thứ nhất là phục vụ bây giờ, thứ hai là phục vụ cho cái sự phát triển về sau. Thì cái kỹ năng hàn thì mình thấy là cần thiết. Thực ra mình làm video này thì cũng là có dụng ý một chút cho những nội dung về sau trên kênh của mình. Đó là mình sẽ áp dụng cái việc hàn dây và hàn mạch nhiều hơn, để cho những cái bài độ LED về sau của mình nó đỡ cồng kềnh. Đi nhiều dây qua một lỗ thì nó rất là mệt và nó rất là xấu, nó ảnh hưởng đến biên độ cử động rất là nhiều. Về sau các bạn xem thì cũng đỡ bỡ ngỡ, và cũng có nội dung hướng dẫn hàn LED sẵn trên kênh của mình rồi, các bạn đỡ phải đi đâu tìm hiểu thêm. Có những bạn nào có kinh nghiệm hàn dày dặn rồi thì các bạn hãy cho mình thêm ý kiến nhé. Thì những chia sẻ trên đây thì hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Thì các bạn thấy nếu có điểm nào thiếu sót hay là cần cải thiện thêm thì các bạn cứ để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Mình cũng rất mong được cùng trao đổi và học hỏi thêm từ kinh nghiệm của các bạn. Nội dung video hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên kênh. Bye bye!